Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình đổi lại chủ đề một chút xíu. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái quán cà phê. Một quán cà phê mình đang ở trên tầng cao nhất nha các bạn. Đây, mình sẽ quay bên dưới cho các bạn xem nha. Đây. Quán cà phê này là quán cà phê làm bằng thùng container đó các bạn. Đây, bữa nay là mới khai trương nha các bạn. Hôm chưa ai biết đến nên hơi bị vắng một chút xíu ha. Đây, mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem nha. Lúc nãy mình hơi dở một tí là lúc mình lên lầu mình không quay á. Ôi khỏi chùi đi, dơ bao dơ luôn á, về giặt đồ khỏi chùi. Tí xíu mình sẽ xuống lầu cho các bạn xem nha. Giờ đi với bạn của mình. Rồi, ủa, được chưa? Đây, phía dưới là cái tầng dưới nha, không phải là tầng dưới đâu nha các bạn. Đây là tầng kế ở trên tầng của mình thôi, có chung nha các bạn đây. Con quê rất là cũng thú vị chứ. Đâu? Đây, giờ mình lên nè các bạn. Rất đẹp các bạn, đây là lần đầu tiên lên quán cũng như là bữa nay là khai trương luôn. Không phải sợ độ cao mà là sợ bẩn mặt của anh. Mẹ tao luôn rồi. Đây nè các bạn thấy không, rất là đẹp luôn. Ok, đây, thì lúc nãy mình hứa là bây giờ mình xuống lầu quay nha các bạn. Đi một vòng mới có làm phiền tới ai không nữa. Ok, mình chỉ quay ra nha, mình không quay mặt ra nha các bạn. Đây, một vòng mình nè. Các bạn, đây, nãy là mình ở trên đang ở lầu 3 nha, lầu cao nhất nha. Đang ở hiện tại ở chỗ lầu 2 nha, bây giờ mình xuống lầu dưới. Ê, 4 lầu phải không em? Riêng 4 lầu phải không? Ở dưới, ở trên. Tính là 3 lầu, 1 tầng trệt đó các bạn. Nói chung là 4 lầu trệt, với lại trên 3 lầu nữa các bạn. Mình đang ở trên lầu thứ 3 thì bạn. Thứ 2 là tầng 3 đó. Đây là cái tầng mà xích đô này các bạn. Đây, chỉ có đơn giản thì thôi á. Đây là những cái quán nhậu đây. Quán cà phê này thì mới khai trương bữa nay thôi nên chưa có khách nhiều lắm. Em xuống mở chìa khóa xe trước đi em. Đây. Đây đúng rồi, sơ đây các bạn coi cái này nha. Đó, đây là lầu 1 nè, lầu 1 là lầu trên nè. À, tới tầng trệt dưới nè các bạn. Đây. Đây. Đây các bạn. Lâm xe quá luôn. Đây các bạn, nè. Đây là tầng dưới quay nè.